chớp ngân thù. Giao lưu đề nghị bà con không sử dụng điện thoại quay phim chụp ảnh live stream. Tất cả bà con muốn chụp ảnh kỷ niệm thì cuối buổi sẽ có chương trình giao lưu chụp ảnh quay phim, vì các lý do rất là riêng biệt. Đề nghị bà con chúng ta không sử dụng điện thoại, không quay phim chụp ảnh live stream suốt quá trình diễn ra buổi giao lưu. Mong bà con hợp tác để buổi giao lưu của chúng ta được trọn vẹn. Vâng, sắp giờ khai mạc, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con chúng ta khẩn trương vào vị trí để buổi giao lưu được khai mạc. Yeah.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, chúng ta cùng tập trung vào hội trường để chương trình được tiến hành. Xin đề nghị tất cả các quý vị khách quý đại biểu chúng ta cần trưng bày trí ạ, còn một số bên ngoài. Trước khi buổi gặp mặt giao lưu Việt Vision 2017 với cộng tác viên thân hữu và quý khán thính giả, ban tổ chức xin trân trọng kính đề nghị một số nội dung như sau. Để đảm bảo chương trình của chúng ta được thành công và trọn vẹn, ban tổ chức mong muốn quý vị đại biểu, cộng tác viên, khán thính giả yêu quý không trực tiếp livestream chụp hình, tạm thời tắt chuông điện thoại. Sau chương trình chung, chúng ta sẽ có thời gian ban tổ chức cùng khán thính giả, quý vị đại biểu, quý vị khách quý sẽ cùng cộng tác viên, biên tập viên Việt Vision và chụp những bức hình ảnh giao lưu lưu niệm. Chương trình buổi gặp gỡ giao lưu Việt Vision 2017 bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính đề nghị quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể khán thính giả, anh chị em và các bạn, chúng ta cùng đứng dậy chỉnh đốn trang phục, tiến hành làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu và hát quốc ca. Các vị khách quý, toàn thể hội trường chúng ta an toàn. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể khán thính giả, anh chị em và các bạn, để tiếp tục phát huy tinh thần yêu quê hương đất nước,
đồng thời kết nối sự đoàn kết gắn bó của mọi người dân trên mọi miền Tổ quốc cùng chung chí hướng, bằng nhận thức, lý luận và thực tiễn, chung sức đồng lòng cùng nhau đập tan luận điệu xuyên tạc và chống phá sự bình yên của đất nước, của phản động, góp phần trong phong trào gìn giữ và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hôm nay thật vui mừng, phấn khởi Việt Vision tổ chức buổi gặp mặt giao lưu năm 2017, được đón chào các thành viên, bạn thân hữu, quý khán thính giả đã quan tâm đồng hành, ủng hộ, khích lệ, động viên và cùng Việt Vision suốt những thời gian vừa qua trên mặt trận đập tan luận điệu xuyên tạc của phản động. Buổi gặp mặt giao lưu này tạo thêm nhiều hứng khởi, niềm tin cho Việt Vision tiếp tục phát huy sức mạnh trên con đường tích cực, đúng đắn và cũng góp phần giải quyết được những khó khăn hạn chế, nâng cao và phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và sự mong muốn tin tưởng của cộng đồng, phong trào và xã hội. Ban tổ chức, tôi xin trân trọng, vui mừng giới thiệu có toàn thể biên tập viên, cộng tác viên của Việt Vision. Xin phép chương trình, khi tôi đọc đến cộng tác viên, biên tập viên là chúng ta cùng đứng dậy. Cộng tác viên Việt Vision Nguyễn Ba Thi đến từ Bắc Ninh. Cộng tác viên Lưu Tiến Lễ đến từ Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cộng tác viên Nguyễn Quốc Thắng đến từ Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cộng tác viên Vừa Pà Tủa đến từ tỉnh Hà Giang. Cộng tác viên Thanh Tâm đến từ Đồng Tháp. Cộng tác viên Hà Ngọc Hồi đến từ tỉnh Hưng Yên. Cộng tác viên Trần Văn Đức đến từ thành phố Đà Lạt. Và các thân hữu đại diện cho Cờ Đỏ Hà Nội, quân khúc. Và chương trình của chúng ta cũng rất vui mừng và đón chào đại diện cho đoàn Cờ Đỏ Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cho nhà Lê Thị Quỳnh Hoan làm trưởng đoàn. Một số đại biểu và quý khán thính giả thân hữu từ thành phố Hồ Chí Minh, Victor Hạnh Lê. Đến từ tỉnh Hà Nam, chị Mai Hồng. Mai Hường hiện nay, vâng, xin phép MC, chị Mai Hường hiện nay đang sinh sống tại Đài Loan và chị kịp về dự cùng chúng ta. Vâng, 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 vâng. Và chương trình của chúng ta thật sự vui mừng và phấn khởi đón chào Đại tá cựu chiến binh Đỗ Thế Anh, Bộ Quốc phòng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên Hà đến từ thành phố Hà Nội. Đây toàn thể anh chị em, quý khán thính giả, đại biểu và chương trình của chúng ta, một lần nữa xin một tràng pháo tay. Thay mặt ban tổ chức, sau đây tôi xin thông qua chương trình nghị sự gồm có những nội dung sau đây. Victor, Anh Xuân, Xuân Lệ. Xin ban tổ chức xin thành thật cáo lỗi là biên tập viên Phạm Xuân đến từ thành phố Ba Mươi Thuật.
Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình hình sự như sau. Thứ nhất là chúng ta tiến hành nghi lễ chào cờ bán quốc ca. Chúng ta thông qua báo cáo hoạt động của Việt Vision trong thời gian vừa qua. Chương trình chúng ta sẽ được xem một phóng sự do Việt Vision thực hiện. Tiếp theo là chương trình giao lưu tọa đàm, tặng cờ và lưu niệm cho các cộng tác viên đại diện các nhóm và đoàn đại biểu. Và cuối cùng công bố danh sách ủng hộ chương trình. Và cuối cùng là ban tổ chức xin tổ chức bế mạc và mời toàn thể quý đại biểu cũng như là khách quý, các vị khách quý cùng tập thể anh em là chúng ta dự một bữa tiệc thân mật. Và sau đây để tiếp tục chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Nhật Quang, đại diện Việt Vision, lên thông qua báo cáo hoạt động của Việt Vision. Xin trân trọng và kính mời. Kính thưa cùng quý vị, thưa các bạn, tôi xin thay mặt nhóm Việt Vision trình bày về cái hoàn cảnh ra đời, quá trình hình thành và hoạt động của nhóm Việt Vision và kênh truyền thông Việt Vision. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước hết ý, nói về cái hoàn cảnh ra đời cái nhóm Việt Vision, thì cái hoàn cảnh ra đời này cũng là để vạch mặt cái âm mưu của bọn phản động trong và ngoài nước đối với lại thủ đô Hà Nội và đối với lại đất nước chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là bộ mặt của cả nước, là nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài, có nhiều trụ sở của các cơ quan tổ chức quốc tế và là nơi có rất đông khách du lịch nước ngoài. Chính vì vậy, bọn phản động trong nước và quan thầy của chúng ở nước ngoài đã chọn Hà Nội làm trung tâm chuỗi các cái cuộc biểu tình xuyên tạc và gây rối, hòng xuyên tạc tình hình đất nước và bôi nhọ đất nước trước con mắt khách nước ngoài và quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc biểu tình của bọn phản động đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2011, tức là chỉ 4 tháng ngay sau khi bùng phát ở Bắc Phi và Trung Đông cái làn sóng biểu tình lật đổ hết tất cả các cái chính phủ Bắc Phi và Trung Đông mà người ta hay gọi là cách mạng mùa xuân Ả Rập. Bọn phản động trong và ngoài nước muốn đem cái cảm hứng làn sóng biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông về trong nước, chúng gọi là chuyển lửa về quê hương. Và nếu ở bên kia chúng gọi là cách mạng hoa đài, thì chúng nói là sẽ phát động cái làn sóng biểu tình ở trong nước và chúng gọi là cách mạng hoa sen. Thì những cái hình ảnh biểu tình của bọn phản động ở Hồ Gươm và tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ làm cho nhân dân cả nước rất là bức xúc, rất là căm phẫn. Sau 3 năm thì đến đầu năm 2014, người dân Hà Nội bắt đầu phản kháng. Họ đã ra bãi biểu tình tìm nhau để vạch mặt lên án bọn biểu tình. Rồi người ở các tỉnh cũng đi xe khách
và đi xe máy về Hà Nội ra bãi biểu tình tìm chúng tôi để cùng tham gia. Từ đó đã hình thành cái nhóm chống biểu tình ở Hà Nội từ năm 2014 liên tục cho đến nay. Nhóm biểu tình chúng tôi có mặt ở mọi cuộc biểu tình của bọn phản động, như là biểu tình chống Trung Quốc. Cái chữ chống ở đây là tôi xin để trong mặt kép. Rồi là chúng biểu tình đòi bộ trưởng từ chức, biểu tình đòi thả tội phạm đã kết án, rồi biểu tình đòi trắng án cho tử tù, rồi chúng biểu tình đòi quốc hội bạch hóa hội nghị thành đô, rồi chúng biểu tình nghĩa là tôi yêu cây xanh, rồi biểu tình tôi yêu cá chết Formosa, rồi chúng biểu tình chống bắn pháo hoa kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, và tán tận lương tâm hơn, chúng hàng năm chúng biểu tình vinh danh 74 binh lính sĩ quan hải quân ngụy Việt Nam Cộng Hòa tử trận vì không kịp bỏ chạy ở Hoàng Sa năm 1974, và chúng ấy biểu tình ở tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ trước hết là xúc phạm anh linh nhà vua, tiếp theo là chúng ấy xúc phạm anh linh các liệt sĩ bộ đội ta đã hy sinh ở biên giới phía Bắc năm 1979, rồi xúc phạm anh linh các liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988, vân vân. Thì bất kỳ cuộc biểu tình nào của bọn phản động đều chúng tôi đều có mặt để vạch mặt và lên án bọn chúng. Thì hình ảnh của chúng tôi ở trên bãi biểu tình là được nhân dân rất là phấn khởi ủng hộ, đồng thời làm cho bọn biểu tình rất tức tối và lo ngại, buộc chúng nếu như 3 năm đầu chúng chỉ biểu tình các ngày chủ nhật để chúng tập hợp được lực lượng đông đảo từ 50, 60 cho đến 100 người, thì từ khi có mặt chúng tôi ở các cuộc biểu tình thì chúng đã phải thay đổi sách lược, chúng không dám biểu tình chủ nhật nữa, chúng chuyển sang biểu tình ngày thường nhằm làm suy giảm lực lượng của chúng tôi. Bởi vì ngày thường thì chúng tôi vẫn phải đi làm và đi học. Tuy nhiên chúng thay đổi sách lược thì cũng làm suy giảm lực lượng của chúng. Bởi vì ngày thường chúng cũng chỉ huy động được 15 cho đến 20 đến 30 đứa. Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là ấy, tôi kể lại cái hoạt động, cái quá trình hình thành và hoạt động của nhóm chống biểu tình của chúng tôi ở Hà Nội nhiều năm qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến tháng 8 năm 2014 thì nhóm chống biểu tình chúng tôi đã thành lập kênh YouTube Việt Vision với cái tiêu chí là đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Thì từ đó ấy, nhóm chúng tôi song hành hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là đấu tranh chống những cái luận điệu xuyên tạc, những hành vi gây rối trên thực địa, tức là ở ngoài bãi biểu tình, và nhiệm vụ là đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc trên mặt trận tư tưởng ở trên kênh YouTube Việt Vision.
Thưa quý vị, thưa các bạn, kênh truyền thông yêu thích Việt Vision phát sóng trên mạng toàn cầu, cho nên ấy, được sự hoan nghênh ủng hộ của đông đảo khán thính giả trong nước cũng như đông đảo khán thính giả người Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy mà Việt Vision của chúng tôi gặp phải cái sự chống đối quyết liệt của các cái thế lực thù địch từ đả kích, chửi bới, đe dọa, rồi đến những cái thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ và vận động tẩy chay. Bên cạnh đó, chúng còn dùng công nghệ thông tin để tìm cách đánh sập kênh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau vài lần bị đánh phá và khôi phục lại, thì cho đến nay Việt Vision đã lại đạt được hơn 60.200 khán giả đăng ký với 36 triệu lượt người xem. Xin nói thêm, nếu không bị đánh phá thì con số còn lớn hơn nhiều. Được sự ủng hộ của đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước, Việt Vision chúng tôi ngày càng phát triển. Nhiều khán thính giả đã tự nguyện tham gia và trở thành là cộng tác viên của Việt Vision. Mạng lưới cộng tác viên của Việt Vision đã phát triển trên nhiều quốc gia như ở Hoa Kỳ, Australia, Đức. Đặc biệt ở Hoa Kỳ có 5 cộng tác viên, trong đó đặc biệt có nhà báo Phùng Tuệ Châu, chủ bút chương trình Tiếng Quê Hương. Chương trình Tiếng Quê Hương là sẽ liên kết thường xuyên lâu dài với kênh Việt Vision chúng tôi, và chương trình Tiếng Quê Hương của bà đã được phát sóng rất nhiều lần ở trên kênh Việt Vision của chúng tôi. Rồi bác Đốc Tờ Yêu, được sự ủy nhiệm của Việt Vision chúng tôi, bác phát sóng trực tiếp ngay trên đất Hoa Kỳ. Ở trong nước thì chúng tôi có các cộng tác viên từ Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Tháp, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đến nay Việt Vision đã có nhiều chuyên mục như chuyên mục Diễn đàn Chính trị, chuyên mục Phóng sự Hiện trường, Người Việt Hải ngoại Hội luận Chính trị, chuyên mục Quốc phòng và Vũ khí, chuyên mục Biển Đông Đời sống Xã hội, Chân dung Phản động, Trả lời thư khán giả, Khách mời của Việt Vision, Luật sư của bạn, vân vân. Thưa quý vị, thưa các bạn, bước sang một năm mới, chúng tôi sẽ tăng cường lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của quý khán thính giả để sửa đổi, bổ sung cách làm và nội dung chương trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật và nội dung đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo quý khán giả ngày càng tốt hơn nữa. Nhân đây, chúng tôi xin tuyên bố các thành viên Việt Vision cùng với các cộng tác viên, bạn bè thân hữu của Việt Vision chúng tôi 100% là người dân căm ghét bọn phản động, yêu mến sự bình yên của đất nước, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự điều hành của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
chúng tôi đều tự nguyện đóng góp xây dựng chương trình và tham gia hoạt động, cho nên chúng tôi được đông đảo khán giả yêu nước và chính quyền hoan nghênh. Và quan trọng hơn, chúng tôi hoạt động độc lập, tự chủ, không theo một cái sức ép can thiệp nào từ bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu. Chúng tôi tự hào về cái đường lối hoạt động độc lập, tự chủ, không chịu sự can thiệp ở bên ngoài. Và chúng tôi sẽ luôn luôn duy trì cái đường lối đó. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo truyền thống, hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2017, chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt toàn quốc cuối năm giữa Vietvision, cộng tác viên, khán giả và bạn bè thân hữu. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đông đảo khán giả đã hoan nghênh, ủng hộ và tham gia hoạt động cùng Vietvision trên thực địa cũng như trên truyền thông. Chúng tôi mong muốn quý khán thính giả tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để chúng tôi phục vụ quý khán thính giả ngày càng tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và các bạn. Alo, vâng. Trước khi đến phần tiếp theo của chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu một biên tập viên phía Bắc cực kỳ quan trọng của Vietvision, đó là anh Doãn Như Lân. Anh đang mặc phim đường ạ. Vâng ạ. Vâng. Cái mặt xuống, mà con nhìn thấy mặt đấy. Anh phải quay hình kia. Vâng, mà những cái kẻ chống đối hay gọi là Doãn Dây Chun ạ. Lân Bảo. Vâng. Vâng, và các bà con, tất cả anh em Vietvision chúng tôi ai cũng có một cái biệt danh. Và mặt phép thì anh Lân là gọi là Lân Bảo, anh Phạm Phân là Phân Hói, ông Quang thì là Quang Cao, ông Bảo Trân, Bảo Trân Ái. Vâng, và một bác cựu chiến binh rất lớn tuổi nữa tôi muốn giới thiệu là bác Trần Đình Tuyến ạ. Xin mời bác Tuyến đứng lên cho mọi người ngắm dung nhan ạ. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, xin mời ban tổ chức tiếp tục ở chương trình. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Trần Nhật Quang, đại diện cho Vietvision. Một lần nữa, chúng ta được cảm ơn anh. Tiếp theo chương trình của chúng ta thật sự vui mừng và phấn khởi được đón tiếp các cộng tác viên và những khán thính giả yêu quý và có một sự quan tâm và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua với Vietvision. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đại tá cựu chiến binh Đỗ Thế Hạnh, Bộ Quốc phòng sẽ có vài lời phát biểu chia sẻ cảm nghĩ về chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các anh các chị trong ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh chị em, cộng tác viên, biên tập viên của kênh Yêu Nước Việt Vision. Rất là vinh dự, cũng rất là tự hào được đứng trong cái hội nghị. Dù là nhỏ thôi, nhưng thể hiện cái tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Và hôm nay tôi xin đến đây trước hết là có lời kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, anh chị em trong việc Vietvision một tinh thần yêu nước, đoàn kết, mạnh khỏe và hoàn thành tốt cái mục tiêu lý tưởng mà Vietvision đề ra. Và trong cái buổi giao lưu hôm nay, đặc biệt thì chúng ta nghĩ về 45 năm về trước. Nếu như trong hôm nay nhân dịp đây tôi cũng nói chia sẻ với hội nghị một
chiến thắng lịch sử cách đây 45 năm, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Ngày mai là ngày 18, chính thức Điện Biên Phủ trên không vào chiến dịch. Và ngay trận đầu ra quân, chúng ta đã bắn rơi B-52. Và qua 12 ngày đêm, chúng ta đã tiêu diệt được 34 máy bay B-52, bắt sống nhiều đặc lái. Và chiến thắng này đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của xâm lược Mỹ trên đất nước Việt Nam. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phần tiếng nói của người dân yêu nước, thì vừa qua tôi chỉ trên mạng xã hội, qua các trang, các cái clip của Vietvision cũng như của những người dân yêu nước, đặc biệt là của anh Phạm Xuân, của anh Phạm Xuân có mặt ở đây, rồi của anh Doãn Như Lân, của anh Phạm Quang, đặc biệt là hội Cờ Đỏ Quỳnh Lưu vừa qua một điểm nóng cực kỳ nóng mà đã đứng lên được như vậy, thể hiện cái tinh thần yêu nước rất rõ ràng. Đề nghị tất cả hội nghị chúng ta hoan hô chúc mừng cho hội Cờ Đỏ Quỳnh Lưu. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con, đất nước ta đã hòa bình được trên 42 năm rồi, nhưng thế lực thù địch, thế lực phản động luôn luôn tìm mọi cách chống phá nhằm mục đích lật đổ đảng, thay đổi chế độ và âm mưu quay lại bóc lột, áp bức và thống trị đất nước ta. Đặc biệt là bọn chống cộng cực đoan hiện nay còn đang ở nước ngoài, luôn luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn, mọi cách để về chống phá đất nước ta, mà chúng không từ bỏ một âm mưu nào. Và chúng ta là đại diện tiếng nói của người dân yêu nước, vừa qua đã làm việc rất tốt. Tôi là một đảng viên, nói thật là một đảng viên, một cán bộ cao cấp trong quân đội, rất ủng hộ tinh thần đó của bà con, của anh em. Thế thì bản thân tôi cũng lên mạng nhiều khi tôi chỉ comment thôi, chia sẻ để mà mình cũng phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó, và tôi cũng có liên lạc với anh Quang, anh Nhân Lân, và nếu có cái hội nghị hội luận nào có chủ đề thì có thể mời tôi đến cùng góp thêm tiếng nói, cùng tiếng nói với bà con. Thế thì vừa qua thì cái lực lượng phản động ở ngoài kia nó liên tục nó bôi xấu, bôi nhọ đảng, bác, chế độ, thậm chí là thơ ca hò vè nó cũng có, mà tôi thì cái bản thơ ca tôi cũng không kém. Thế là báo cáo ngay các chị là tôi lên mạng xã hội tôi nói bọn nó này, có anh Hà thì lỗi, tao chửi chúng mày chính trị cũng được mà tao chửi bằng chợ búa cũng được. Thế nhiều khi nó lên mạng nó chửi tôi thằng cộng sản nòi, nó chửi tôi bảo thằng cộng sản nòi. Thế nhưng mà ý đó là mình phải có những cái lập trường, có những luận điểm, có chứng cứ để mình phân tích cho nó. Thế thì báo cáo với các chị, chúng ta phải bám sát vào cái mục tiêu lý tưởng của tinh thần yêu nước để chúng ta có những cái biện pháp, có những chứng cứ để chúng ta làm việc. Thế thì qua cái buổi ngày hôm nay là nó nói xấu chế độ Việt Nam của chúng ta là tàn ác, ác với dân gì, hèn với đặc, ác với dân. Thế tôi ức quá, tôi chỉ có mấy phút tôi làm đôi bài thơ và tôi đọc cho bà con thưởng thức. Nếu đúng thì bà con ủng hộ. Cộng hòa diệt thiệu có hay, chế độ thối nát tụi bay giặc tả, diệt thiệu là chó dân tả, mang danh tổng thống nhưng tâm là ác ôn, máy chém bình định nông thôn, truy tìm cộng sản giết bao dân lặng, chính quyền toàn lũ chó săn, cam làm thân chó tranh giành miếng ăn. Thực chất là có khi đây là tôi hội nghị tôi dùng từ miếng thôi, nhưng mà trên mạng tôi chửi nó, tôi không dùng từ miếng đâu. Can làm thân chó tranh giành miếng ăn, khốn thay cho lũ chó săn, đã là thân chó đến ngày phải thui. Chó diệm chết chẳng kịp thui, bị bọn tôi tớ cho xơi kẹo đồng, chó thiệu con chó cuồng ngông, trước khi từ trước đâu mà nó sẽ trở thành tay súng để chống cộng, mà nó cuồng ngông thế, nhưng mà cộng sản chưa đến thì lên không mới chuẩn. Để cho cả lũ ngụy buồn
bỏ súng bỏ áo, mặt buồn cúi xin. Xin đừng tắm máu tử hình, cúi đầu nhận tội gia đình xin tha. Cộng hòa một cái thay ma, nhân dân yêu nước. Tất cả anh em ở đây, các hệ thống, nhân dân yêu nước chôn ra ngoài đời. Giờ đây có lũ giận ngông. Đấy, anh chị em vừa rồi chống bọn dân chủ quậy đấy. Đó, bám vào nhân quyền với lại tự do để mà lợi dụng tự do nhân quyền để mà chống ấy. Giờ đây có lũ giận ngông lấy gương diệu thiệu chết còn không yên. Thế đấy là bài thơ. Có chuyển thế đó mà chưa có bỏ. Thế thì còn ngày nay cái bọn ba quen đấy nhá. Hiện nay con cháu lũ ba que quanh năm ăn bám như gà què, sống nhờ ở đậu sông lược Mỹ, quê hương mình có chẳng dám về. Thân phận chó săn ớn hèn lắm, thế mà không nhục hỡi ba que. Việt Nam giờ có lũ giận ngông theo đuôi ba que đòi dân chủ, bám đít ba que thúc nhân quyền. Bọn bay ấu trí đừng mơ tưởng chống đảng chống dân chết có ngày. Ba que đã chết chẳng toàn thây, tội ác ba que đã chất đầy, ngàn năm sông núi còn nguyền rủa, bán nước hạ dân rượu hiệu cày. Bây giờ kính thưa các quý vị đại biểu và kính thưa toàn thể bà con, vừa qua thì qua các trang mạng xã hội và lên và thấy rằng cái sự nhiệt tình về tinh thần yêu nước của bà con, của anh em Việt Nhân Dân nói chung và của lực lượng cờ đỏ trên toàn quốc nói chung là rất hiệu quả. Phải nói là đảng chúng ta chưa có một cái lời chính thức nào, nhưng thâm tâm tôi nghĩ tự bản thân tôi nghĩ thâm tâm đảng nhà nước và chính quyền rất ủng hộ cái tinh thần yêu nước đó. Mong rằng tới đây trên con đường dài chống bọn phản động, chống mọi những cái bọn mà bất đồng chính kiến lợi dụng dân chủ tự do để mà chống đối đảng, chống đối nhà nước, thì anh em chúng ta tiếp tục đoàn kết chung tay chung sức để làm sao thể hiện sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam yêu nước yêu chế độ, vì Bác Hồ vì đảng. Chúng ta quyết tâm. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn những ý kiến, những cảm nghĩ, những chia sẻ và những trăn trở của đại tá Đỗ Thế Hạnh. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe đại tá Đỗ Thế Hạnh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng rất vui mừng và phấn khởi hôm nay chương trình của chúng ta gặp mặt Việt Vision năm 2017 đã được đón và chào đoàn đại biểu cờ đỏ của xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những địa phương của tỉnh Nghệ An nói riêng, của cả nước nói chung. Trong suốt những thời gian vừa qua, phong trào cờ đỏ đã được tập hợp và hoạt động cũng như phát triển một cách mạnh mẽ và làm cho các thế lực phản động trong và ngoài nước rất run sợ. Ban tổ chức rất vui mừng phấn khởi, xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Lê Thị Quỳnh Hoa sẽ có vài điều cùng tao tâm sự và trao đổi với chương trình của chúng ta. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người